Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt quý anh chị, đây là dòng xe Kia Soulette, dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ nhỏ, sử dụng động cơ 1.5 lít cực kỳ ăn khách của nhà Kia. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2024, em xin được gửi tới quý anh chị và các bạn các chính sách giá bán mới nhất, các chương trình ưu đãi khuyến mại tốt nhất về giảm tiền mặt, về tặng phụ kiện, bảo hiểm cạnh tranh nhất của dòng xe Kia Soulette. Để cho những anh chị nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu dòng xe Kia Soulette thì sẽ có thể nắm được. Với Kia Soulette thì sẽ có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn, bao gồm phiên bản Kia Soulette 1.5 Premium, 1.5 Luxury và 1.5 Deluxe. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh chị và các bạn thì anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh chị. Anh chị nhé. Sau đây là chi tiết lăn bánh từng phiên bản. Đầu tiên em xin chia sẻ phiên bản Kia Soulette 1.5 Deluxe. Bản này thì đang có mức giá là 519 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì lượng xe không có nhiều nên chính sách đang dần co lại anh chị ạ. Nhưng ở thời điểm này thì bên em vẫn đang hỗ trợ cực kỳ tốt, vẫn giảm tiền mặt, vẫn tặng phụ kiện chính hãng của nhà máy. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại và quà tặng, vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 599 triệu. Trả góp là 190 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 589 triệu. Trả góp là 178 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị chuẩn bị cho em là 567 triệu. Trả góp là 158 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh chị có thể tự đi đăng ký. Còn anh chị nào mà muốn đăng ký chọn gói thì vui lòng cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Tiếp theo em xin chia sẻ bản thứ hai. Đó là bản Kia Soulette 1.5 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 549 triệu. Bên em đang hỗ trợ giảm tiền mặt cực mạnh kèm quà tặng cơ bản. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại và quà tặng, vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 633 triệu, trả góp là 202 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 620 triệu, trả góp là 188 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị chuẩn bị cho em là 599 triệu, trả góp là 169 triệu. Đây là bản 1.5 Luxury. Và cái bản này thì bên em đang sẵn rất nhiều xe. Anh chị cảm thấy phù hợp với mức giá em đang chia sẻ thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh chị đặt xe, cũng như là gửi tới anh chị những cái chính sách giá bán tốt hơn, cạnh tranh hơn anh chị nhé. Tiếp theo em xin chia sẻ với quý anh chị bản thứ 3. Đó là bản Kia Soulette 1.5 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 579 triệu. Hiện tại bên em đang giảm cực sâu về tiền mặt. Về quà tặng thì là chính hãng của nhà máy. Gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lắp cốp. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại và quà tặng, vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 659 triệu. Trả góp là 210 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 647 triệu. Trả góp là 196 triệu. Còn anh chị ở tỉnh chuẩn bị cho em là 627 triệu. Trả góp là 179 triệu. Với bản Kia Soulette 1.5 Premium thì bên em đang sẵn rất nhiều xe, đủ màu giao luôn. Anh chị cảm thấy phù hợp với mức giá em chia sẻ thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh chị đặt xe. Vừa rồi em đã chia sẻ rất là chi tiết, cụ thể cho anh chị về giá xe, về khuyến mại, quà tặng và tính tổng lăn bánh của tất cả các phiên bản của dòng xe Kia Soulette ở thời điểm ngày 29 tháng 3 năm 2024. Còn anh chị nào muốn có giá tốt hơn, giá cạnh tranh hơn và giá chi tiết thì anh chị vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại ở trên màn hình để em gửi cho anh chị bảng giá lăn bánh chi tiết và giá sẽ là cạnh tranh nhất. Còn anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh chị vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào các video tiếp theo.